Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa hay là gỡ nhật ký trên TikTok. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng TikTok nha. Rồi khi các bạn đã vào ứng dụng TikTok rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục hồ sơ hình đầu người ở góc dưới bên phải màn hình chỗ đây. Các bạn bấm vào một cái. Rồi bước này các bạn bấm vào cái mục ảnh đại diện TikTok của mình này. Thì nó xuất hiện nhật ký nha. Bây giờ các bạn muốn xóa hay là gỡ thì các bạn bấm vào cái mũi tên ở chỗ đây, cái mũi tên chỉ sang bên phải này, các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào xóa ở cái mục dưới đây. Xóa nhật ký này thì các bạn bấm vào xóa nha. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách gỡ hay là xóa nhật ký trên TikTok. Còn nếu như các bạn không bấm vào được á thì các bạn xóa ứng dụng TikTok, các bạn gỡ cài đặt ứng dụng TikTok rồi các bạn tải lại nha, là nó sẽ xuất hiện cái mục nhật ký đây. Video của mình cũng dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.